Rồi, hello anh em, chào mừng anh em vào vlog channel của mình ha. Thì lâu quá rồi mình không có gặp cái vlog nào. Thì hôm nay mình ra một cái vlog này mới. Thì anh em xem thấy hay đừng quên nhấn like, share và subscribe ủng hộ channel mình ha. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái vụ mà cái việc mà đầu lòng nó dơ nè. Thì mỗi lần thì các bạn nhìn vô các bạn cũng thấy ha. Xe mình tuy rất là kỹ nhưng mà nó sau một thời gian sử dụng thì nó vẫn bị đen, bị ố một số chỗ. Thì bây giờ mình sẽ vệ sinh á. Mà vệ sinh nó bằng cách nào? Thì hôm nay mình có cái sản phẩm này nè. Cái này là, thì tên cái này gọi là chất tẩy đầu lòng thôi, làm sạch, làm trắng đầu lòng thôi. Thì chai này nó khoảng 50ml. Này 50 không ta? Không biết nữa. Mình mua về nó ngay cái mức xanh này nè. Mình cho bạn mình xài thử rồi. Thì bây giờ tới mình sử dụng. Thì người ta nói là nói có sách mách phải có chứng đúng không? Thì mình để các bạn tin tưởng ủng hộ sử dụng sản phẩm bên mình thì mình luôn áp dụng những cái sản phẩm đó vào xe của mình. Rồi thì hôm nay mình sẽ dùng cái này nè để mình tẩy trắng cái đầu lòng ha. Thì các bạn cũng thông cảm, thì hôm hiện tại là mình đang quay vào buổi sáng sớm, ánh sáng nó từ bình và nó chiếu qua thì nó gây bị cảm giác như là thiếu sáng vậy. Bởi vì dù có hồng mấy gì gõ thì các bạn cũng thông cảm nha. Rồi để mình sử dụng rồi, nếu mà mình thấy ok thì mình sẽ đưa cái sản phẩm này vào trong cái shop này mình bán ha. Rồi đầu tiên để làm sạch được cái đầu lòng thì mình cần cái chai này. Chai này thì tên nó gọi là chất tẩy đầu lòng đấy. Thì các bạn phải chuẩn bị thêm một cái bàn chải ha. Chải đánh răng cũ thôi. Để mình chà vào cái mép khu vực này nè. Đó, mình vệ sinh đi nè. Rồi, ngoài ra các bạn chuẩn bị một vòi nước ha. Vòi nước giống mình càng tốt, đang làm ẩm cái đầu lòng trước khi mình sử dụng. Rồi cuối cùng là mình sẽ sử dụng một cái dầu DO. DO này đấy, sau khi mình rửa sạch rồi mình sẽ dưỡng nó lại. Bây giờ mình đã dùng vòi nước mình mở cái. Rồi đầu tiên thì mình lấy vòi nước mình làm ướt cái khu vực mình cần vệ sinh nha. Hiện tại nó cũng tương đối rồi đó, ok đó. Mình sẽ dùng cái chai này. Rồi mình thì mình sử dụng cái xe mình không, mình nhúng trực tiếp vào luôn. Yeah. Mình cũng chưa sử dụng qua, mình không biết chất lượng nó sao nha các bạn. Quên, cái anh bán hàng anh nó cho mình cái bao tay. Anh ấy để tránh cái sản phẩm nó tiếp xúc trực tiếp vào tay mình gây hại cho da tay mình đó.
cái vòi nước mình xài lâu quá nó hư rồi, nó nghe tiếng xì á các bạn có nghe không? Rồi cứ vậy mình vệ sinh đi ha, vệ sinh sạch sẽ từng cái kẽ của nó. Rồi xong rồi qua bên kia mình rửa tiếp nha. Acid nha. Không biết các bạn nhìn qua ống kính thì các bạn thấy nó khác biệt không ạ?
đi tự phát. Sau khi mình lấy xong thì dùng nước xả ra hết các bạn. Các bạn thấy gì chưa? Bạn thấy hiệu quả nữa chưa? Trắng như mới nha các bạn.
Rồi sau khi làm khô thì mình nhúng vô đây ô mình bôi lên ha. Tại vì đặc tính của dầu này nè thì nó sẽ làm sạch cái lượng mà quá chất á, làm sạch cái lượng quá chất mà nó còn bám ở trên cái lòng mình. Rồi chào anh em ha, thì sau khi mà mình đã vệ sinh xong rồi mình ú dầu nó lại thì bây giờ nó, kết quả là được gì đây. Là trên xe mình luôn nha anh em, mất công anh em nó là lấy xe khác nữa. Hàng thật chính chủ ha. Rồi thì vlog của mình đến đây là kết thúc. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi hết vlog của mình ha. Thấy hay đừng quên chia sẻ với bạn bè ha. Và nhớ đăng ký ủng hộ kênh của mình. Xin cảm ơn.